Hello, xin chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store Channel. Thì bình thường mọi người hay thấy em review về sản phẩm đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ có một cái chủ đề mới hoàn toàn luôn. Và chủ đề này rất là gây tò mò với những người nào hiện tại đang làm livestream bán hàng. Thì bình thường á, mọi người livestream á là mọi người sẽ livestream bằng điện thoại đúng không? Và sẽ có những bên họ chuyên nghiệp hơn thì họ sẽ livestream bằng máy ảnh hoặc là những cái webcam để livestream. Đó, thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người livestream một cách chuyên nghiệp luôn, nhưng mà không cần sử dụng webcam, không cần sử dụng máy ảnh luôn, mà mình chỉ cần sử dụng một cái điện thoại như thế này thôi. Mình tận dụng cái camera của điện thoại để mà mình có thể là livestream một cách chuyên nghiệp luôn. Thì để mà làm được điều này, mình sẽ cần phải có một cái máy tính để mà mình có thể là livestream trên cái nền tảng của TikTok Studio nha mọi người nha. Thì khi mà mình live ở trên TikTok Studio á, thì mình có thể là thao tác rất là nhiều thứ luôn. Ví dụ như mình đang livestream, mình có thể chèn hình ảnh này, chèn video này, đó, hoặc là mình có thể là chèn thêm những cái deal giảm giá, những cái mã giảm giá ở phía trên mà mọi người vẫn hay xem những KOL, KOC họ làm á, đó là họ đều livestream bằng trên cái nền tảng TikTok Studio này. Và đối với những người mà mới bán hàng á, thì kinh phí không có nhiều để mà mình có thể là sắm những cái webcam hay là những cái máy ảnh giá trị nó rất là cao, thì mình sẽ tận dụng ngay cái điện thoại mà mình đang có để mà mình sử dụng luôn. Thì nó rất là đơn giản luôn. Trước tiên bây giờ mọi người hãy tải giúp dùm em cái app nó có tên là Irion K Webcam, được chưa ạ? Irion Webcam, em sẽ để tên và cái logo của nó ở đây. Nó có thể sử dụng được cho hai hệ điều hành, vừa cho iOS và vừa cho Android luôn. Thì điện thoại của em đang là iOS nha mọi người nha. Rồi, thì bây giờ mọi người tải trước đi. Và bây giờ bước kế tiếp là em sẽ hướng dẫn mọi người cách setup trên máy tính để mà mọi người có thể là livestream trực tiếp luôn. Rồi, thì ở trên máy tính mọi người cần chuẩn bị cho em hai phần mềm. Thứ nhất, mọi người tải cho em cái phần mềm để mà mình có thể là sử dụng cái camera của điện thoại làm cái webcam. Thì mọi người xài cho em cái ứng dụng là Irion Webcam thì nó có ở trên cái máy tính luôn nha. Nếu mà máy tính mọi người hạ xài Windows thì mọi người bấm tải cho em phát là xong, là nó sẽ tự tải về. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt, được chưa mọi người ơi? Mình sẽ cài đặt luôn này. Rồi I accept nha. Rồi ở dưới đây nó có hỏi mình là number of camera thì mọi người chỉnh số 4 giùm em. Cái app này mình có thể tận dụng tối đa được là 4 camera luôn. Rồi mọi người bấm install. Đó, đây là cái phần mềm thứ nhất mọi người cần cài ở trên máy tính. Rồi phần mềm thứ hai mà mọi người cài nữa đó chính là cái phần mềm TikTok Studio. Đây, TikTok Live Studio, thì mọi người lên cái trang web của thằng TikTok.com, mọi người tải cho em cái phần mềm TikTok Live Studio này về là được. Thì để mà chạy được những cái phần mềm live chuyên nghiệp như thế này á, thì mọi người cần phải có một cái cấu hình máy tính nó mạnh một chút. Thì chip của nó chỉ cần đời là Core i3 RAM 16GB. Nếu mà tốt nữa thì mình có thể là sắm thêm một cái card màn hình cỡ 2GB nữa là mình đã có thể là đủ chạy cái Live Studio này rồi. Đó. Và thêm một cái nữa là cái kênh TikTok của mọi người á, là phải có được mở, phải được mở cái Live TikTok Studio này này thì mình mới có thể sử dụng được cái tính năng này nha mọi người ơi. Rồi, bây giờ khi mà mọi người đã cài xong cái phần mềm Irion Webcam rồi và cài xong cái TikTok Live Studio này rồi, thì bây giờ mọi người hãy mở cái phần mềm Irion Webcam lên cho em. Đó, nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Và tiếp tục mọi người sẽ mở cái Irion Webcam này ở trên điện thoại cho em, là nó sẽ tự động nhận luôn nha mọi người nha. Đây, đó, nó đã tự động truyền hình ảnh về trên cái máy tính của mình rồi. Được chưa mọi người? Đó, và mọi người phải lưu ý giùm em là phải sử dụng chung wifi với nhau. Được chưa ạ? Phải sử dụng chung wifi với nhau thì mình mới có thể làm được điều này nha. Máy tính và điện thoại sử dụng chung một cái modem wifi thì mới được. Rồi, thì đây là cái Irion Webcam này. Thì mình có thể là tùy chỉnh được cái độ phân giải lúc mà mặc định của nó là automatic. Thì nếu như mình muốn live rõ nét hơn, đẹp hơn thì mình sẽ để là Full HD 1920x1080. Đây, mình chỉ cần chọn một cái nữa thôi là được nha. Đây, 1920x1080. Còn người nào thích live 4K thì mình cũng có thể tùy chỉnh ở đây được luôn. Đó, nó sẽ tự động điều chỉnh về cái khung hình cho mình luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên TikTok Live Studio. Thì bây giờ em sẽ làm lại, tại vì cái này là bên em đã set up sẵn để mà live stream rồi. Thì em sẽ làm lại để cho mọi người có thể là thực hiện theo em luôn. Thì khi mà mình mở cái giao diện TikTok Live Studio rồi, mình sẽ phải đăng nhập cái nick TikTok chính của mình vào đây để mà mình có thể sử dụng cái phiên live. Rồi, thì khi mà mình đã đăng nhập vào xong rồi thì bên tay trái của mình nó sẽ có một cái phần là để chữ chung này.
đó, và mọi người bấm vô cho em cái chữ thêm nguồn. Thì làm sao để mà mình thêm được cái màn hình vào đây? Mọi người chọn giúp giùm em cái camera này, rồi mọi người ấn thêm. Đó, thì nó sẽ hiện ra thêm một cái bảng như thế này. Và mọi người chọn ở cái mục camera, mọi người chọn giúp giùm em là cái Iron Webcam. Thì hồi nãy em có nói với mọi người rằng là mình có 4 cái cam đúng không? Cái Iron Webcam này nó sẽ có sử dụng được 4 cái cam. Thì mọi người để ý giùm em là cái cam hiện tại của mình là camera thăng 1 này, là mình đang xài cái camera 1. Thì mọi người ở trong đây nó không có để 1 mà nó để là Iron Webcam 0 thôi. Thì mọi người chọn vô đây giúp giùm em là nó sẽ tự động bật cái camera vô cái nền tảng Live Studio. Đó, mọi người thấy không? Và nó đang hiện tại nó đang là để ngang đúng không? Mọi người sẽ bấm vô cái chỗ điều chỉnh cho em này, mọi người xoay. Đó là nó sẽ thành khung dọc luôn. Và nếu như hiện tại nó đang bị ngược này, mọi người thấy không? Nó đang bị ngược thì mình bấm xoay một phát là nó sẽ về đúng với cái khung hình của điện thoại luôn. Đó. Rồi, kéo xuống dưới, mọi người sẽ tùy chỉnh cho em cái độ phân giải là 1920x1080 là Full HD giống như bên cái phần mềm Iron Cam kia luôn. Để khi mà mình live stream, mình đẩy cái video live này lên trên nền tảng TikTok á, nó sẽ là Full HD. Còn cái FPS này là cái tỷ lệ khung hình mọi người để cho em 30 là vừa hợp lý rồi. Và định dạng video thì mọi người để cho em cái duy này là được nha, mặc định của nó luôn. Rồi bên dưới thì mọi người cứ để như mặc định cho em là được. Rồi, qua bên phần nâng cao thì cái này là cái phần mà tùy chỉnh về khuôn mặt, làm mịn da này, rồi bóp khuôn mặt này. Thì nó giống như bình thường mọi người like ở trên điện thoại vậy đó. Thì mọi người tùy chỉnh cái này theo sở thích của mỗi người thôi. Hay là những cái trang điểm này, những cái filter đó, nó tự động nó tùy chỉnh ở trên cái giao diện này luôn. Thì nếu như mọi người nào thích xài thì xài, còn không thì mình để chữ không có. Rồi hiệu ứng, đó mình cũng có thể chèn hiệu ứng được tất cả mọi thứ lên trên đây, trang điểm, cảm xúc. Rồi về giao diện thì cái này là giao diện của cái khung hình á. Nếu như mọi người thấy cái khung hình này nó nhàm chán quá thì mình có thể là chọn, thì nó sẽ tự động nó có cái viền của khung hình này, thì nhìn nó có vẻ là đẹp hơn và nó sinh động hơn một chút nha mọi người. Đó, mọi người bạn nào mà like về game thì mình có thể tùy chỉnh những cái giao diện nó phù hợp về game, còn không thì mình cứ để default mặc định của nó là được. Rồi bắt đầu mình ấn thêm nguồn là nó sẽ tự động nó thêm vô bên đây luôn. Đó, thì hiện tại cái khung này nó khá là nhỏ, mọi người bấm vô trong đây giúp em này, co vào giữa màn hình và trải ra đều màn hình, đó là nó tự động nó full luôn. Được chưa mọi người ơi? Rất là hay. Và khi mà mọi người live stream á, khi mà sử dụng tận dụng cái cam này để mà mình live, mình có thể zoom in zoom out được luôn mọi người. Đây em làm cho mọi người xem này. Đó. Lúc mà những lúc mà mọi người muốn zoom in vào sản phẩm thì mọi người chỉ việc lấy hai ngón tay mọi người đè vào màn hình. Đó, zoom in zoom out giống như cái cách mà mọi người chụp hình thông thường. Được chưa mọi người ơi? Đó, chỉ cần sử dụng hai ngón để mà mình có thể là gạt ra gạt vô là nó sẽ zoom in zoom out vô sản phẩm luôn. Và rất là rõ nét nha. Đây mình sẽ zoom lên cho mọi người xem này. Đó, zoom vừa thôi, nếu mà zoom quá thì nó sẽ bị bể, cái đó là cái điều hiển nhiên rồi. Mình chỉ cần zoom vừa thôi để cho khách hàng mình có thể thấy rõ về sản phẩm, thấy rõ về thương hiệu hay là thông tin gì đó. Được chưa mọi người ơi? Đó. Và ngoài ra mình cũng có thể chèn được hình ảnh này và những cái deal voucher ở bên trên. Và mọi người hay xem những cái người nổi tiếng KOL, KOC họ làm thì mọi người bấm vô chữ thêm nguồn giúp giùm em. Đó, và mọi người muốn thêm video thì đây, thêm video. Và mọi người có thể là chọn một cái video bất kỳ để mà mình có thể là tải lên. Thì đây để em test thử nha, để em xem coi em có cái video nào để mà em test thử cho mọi người xem luôn. Đây ví dụ như em có cái video này đi. Đó, rồi mọi người bấm vô thêm nguồn. Ok. Thì đây, đó, nó tự động nó chạy luôn này, nó tự động nó chạy cái video luôn. Đó mọi người thấy chưa? Rồi, đây là video nhá. Còn không nữa thì mọi người thêm hình ảnh. Hình ảnh thì mình sẽ thêm vô đâu rồi? Mình kéo xuống dưới đây, nó có cái chữ hình ảnh này. Mình có thể thêm hình ảnh vô và mình chọn tập tin giống vậy luôn. Đó. Đây mình chọn cái hình này đi, ví dụ như thế. Thì cái hình này mọi người có thể là tự thiết kế. Đó, ví dụ như là deal giảm 50.000, deal giảm 100.000 gì đó chẳng hạn, hay là mọi người thiết kế như thế nào đó rồi mọi người để lên trên góc như thế này thì nó sẽ tăng cái tính hấp dẫn để cho người xem họ có thể là theo dõi xuyên suốt cái quá trình phiên live của mình. Được chưa mọi người? Rồi, còn về phần âm thanh nha, mọi người nhớ giùm em này, khi mà mình livestream bằng điện thoại như thế này á thì nếu như mọi người không xài micro thì nó sẽ sử dụng cái âm thanh của điện thoại luôn, nó sử dụng cái micro của điện thoại luôn. Còn nếu như mọi người mà xài micro vẫn xài được, mọi người có thể là xài micro rời, mọi người gắn vô chân cái đít sạc của điện thoại này đó, và mọi người vẫn xài bình thường.
thì để làm sao để mà hiện tại âm thanh ở đây nó không nhảy này. Đó, bây giờ mọi người bấm vô cho em cái chỗ cài đặt âm thanh. Đó, hiện tại nó đang để là cái chỗ micro 9 này. Nó để là Iron Webcam 4 này là sai rồi. Hiện tại mình đang là Iron Webcam 1 thì mình bấm vô cái dấu bánh răng này. Đó, nó sẽ bật lên cái bảng và mình sẽ chọn lại thiết bị Iron 1 đây, microphone Iron 1 đây. Rồi mọi người ấn lưu cho em. Đó, và bây giờ bắt đầu mình nói. Mình nói là âm thanh nó đã nhảy rồi này. Được chưa mọi người ơi? Nếu như mọi người nào mà muốn nghe âm thanh của mình nói ra thì mọi người bấm vô kiểm tra âm thanh. Đó, mọi người đeo cái tai nghe vào là mình sẽ vừa nói mình vừa nghe được luôn, là mình sẽ test được mic luôn. Đó, rất là chuyên nghiệp nha mọi người ơi. Được chưa? Đó. Ok, rồi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi à. Đó, còn mọi người có thắc mắc hay là còn câu hỏi gì thì mọi người cứ bình luận bên dưới, em sẽ hỗ trợ thêm nha. Rồi, ở đây mọi người bấm vô cái cài đặt phát trực tiếp này. Mọi người cứ chỉnh theo thông số giúp em như thế này là được. Chất lượng video 1080, độ phân giải 1920x1080 là Full HD đó, FPS 30. Đó, mọi người cứ chỉnh y xì như em như thế này là được. Còn cái tốc độ bit 256, còn cái bộ mã hóa này là do em đang có xài cái card màn hình. Còn nếu như mọi người không có card màn hình thì mọi người nó sẽ để là mặc định nha mọi người nha. Còn nếu mà có card thì nó sẽ tận dụng cái card để mà nó chạy luôn. Nó chạy trên cái nền tảng Live TikTok Studio này để mà mọi người có thể live stream. Được chưa mọi người ơi? Đó, thì mọi người like thì mọi người chỉ việc bấm phát like một phát thôi, là ở đây nó sẽ tự động nó đẩy lên trên nền tảng của TikTok. Và bình luận đây, nó sẽ hiện ở đây này, bên góc trái trò chuyện bình luận nó sẽ nhảy ở đây. Và mọi người sẽ có thể đọc, một là đọc trực tiếp ở trên cái giao diện like, hai là mọi người có thể đọc qua cái máy tính như thế này. Được chưa mọi người? Nha. Rồi, thì video này cũng khá là dài rồi, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách like tận dụng điện thoại để mà làm webcam chính, để cho like cho nó được ngon lành, nó được đẹp đẽ hơn. Thì nếu như mọi người còn thắc mắc về vấn đề nào thì mọi người cứ bình luận bên dưới, mình sẽ hỗ trợ để giải đáp hết tất cả cho mọi người luôn nhé mọi người ơi. Và mọi người cần làm thêm về chủ đề hướng dẫn nào nữa về livestream bán hàng thì mọi người cứ bình luận bên dưới, em sẽ nghiên cứu và em sẽ làm video hướng dẫn để mà hỗ trợ giúp cho tất cả các người bán hàng có thể là livestream bán hàng một cách ngon lành và hiệu quả. Và sắp tới bên em sẽ có những cái đèn, ví dụ như những cái đèn shopbox như thế này để mà bên em hỗ trợ cho mọi người livestream này, và những cái chân giá đỡ về máy tính, giá đỡ về điện thoại, nói chung là nguyên một cái giá đỡ, nguyên một cái dàn để mà mọi người có thể là để máy tính, để điện thoại lên trên đó live rất là tiện dụng luôn mọi người ơi. Đó, thì mọi người cứ follow kênh em để mà mọi người có thể là theo dõi những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho mọi người về mục đích livestream bán hàng nha mọi người. Rồi, xin chào và hẹn mọi người ở một video tiếp theo nha.